Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Sáng ngày 30 tháng 7, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV thông tin về vụ tai nạn tại công ty Than Hòn Gai TKV, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiến 5 công nhân tử vong. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7, tại lò chợ chống băng giá thủy lực dạng khung ZH1600 1624 mức 110 vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại giai đoạn 1, nhóm công nhân cùng 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan liên quan đã triển khai công tác cứu hộ. Đến 5 giờ 28 phút ngày 30 tháng 7, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc và sự cố đã khiến 5 công nhân thiệt mạng. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một công nhân tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một công nhân tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng một gia đình. Nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ theo quy định. Ngày 30 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo kết quả điều tra, năm 2018, Nguyễn Đại Thắng sinh năm 1976, thường trú ở phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Trường Sơn cho đến nay. Cuối năm 2022 và năm 2023, một số hộ dân có nhu cầu mua đất Nghĩa Trang để xây mồ mả cho người thân nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực Nghĩa Trang, Cồn Tương. Vì vậy, Thắng đã thông qua chi bộ thống nhất về việc bán cấp đất Nghĩa Trang cho các hộ có nhu cầu. Các hộ phải trả số tiền 1 triệu đồng trên 1 mét vuông và giao cho Lê Bá Bình quản trang là người thu tiền. Tổng số tiền bán cho 14 hộ được 335 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao đất Nghĩa Trang cho 14 hộ, Nguyễn Đại Thắng khai báo đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, đối chiếu sổ thu chi của phố Trường Sơn không có mục thu chi và Thắng cũng không xuất trình được các giấy tờ chi tiêu từ số tiền nêu trên. Theo cơ quan chức năng, mặc dù không có thẩm quyền nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao bán đất Nghĩa Trang cho người dân và thu tiền. Hành động này xâm phạm quyền sở hữu, quản lý đất đai của nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất Nghĩa Trang. Công an thành phố Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ điều tra. Dù chưa nhận phán quyết cuối cùng về án phạt, nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC đã phải nhận những hình phạt khi hôn nhân tan vỡ, người thân qua đời. Sau 8 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC bước vào thời gian nghị án. Ở ngày xét xử thứ 8, ngày 29 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đối đáp lại những luận cứ của gần 100 luật sư bào chữa cho 50 bị cáo. Sau đó hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Văn Quyết trình bày trong ngập ngừng, nhiều lần phải nén lại cảm xúc. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới tất cả. Ông Quyết giải bày và cho rằng vụ án này là bài học lớn, sẽ khiến bị cáo ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông Quyết cũng gửi lời xin lỗi, mong muốn được khoan hồng từ những người được coi là bị hại của vụ án. Đặc biệt, cựu chủ tịch FLC không dám xin giảm nhẹ cho bản thân, bởi cựu chủ tịch FLC cho rằng những bị cáo khác vì tin tưởng ông ta mà vướng vào vòng lao lý. Bị cáo cảm thấy nói lời xin lỗi cho riêng mình trong giờ phút này rất khó nói. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo bị liên đới trong vụ án để họ sớm được trở về, đoàn tụ cùng gia đình. Ông Quyết trình bày, sau đó gửi lời cảm ơn tới hội đồng xét xử, tới Viện Kiểm sát và cho rằng truy tố của cơ quan tố tụng là thuyết phục. Trở lại ghế ngồi, cựu chủ tịch FLC cúi mặt liên tục lau nước mắt. Tương tự, anh trai Trịnh Thị Thúy Nga nghẹn ngào gửi lời xin lỗi các bị cáo khác trong vụ án. Em gái ông Quyết cũng giải bày sẽ không bao giờ quên nỗi đau này và mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh đang phải chăm bố mẹ già, nuôi ba con nhỏ.
bố chồng bị cáo cũng mới mất gần 100 ngày trước vì cú sốc liên quan đến Nga. Nga cho rằng vì tin tưởng anh trai mà phải đứng trước tòa với vai trò là một bị cáo, cùng với anh trai, em gái, chồng, anh chị chồng và những người thân khác. Từ mùng 1 tháng 8, người dân có thể bấm biển số xe trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 28/2024 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2023. Theo đó, từ ngày mùng 1 tháng 8, chủ xe không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận giấy tờ và biển số xe, chủ xe sẽ gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua bưu chính. Cũng từ ngày 1 tháng 8, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID. Khi đó, cổng dịch vụ công và VNeID thông báo biển số xe được cấp, hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng này để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán online. Tiếp đó, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến từ cổng dịch vụ công VNeID để chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, đồng thời in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe trình lãnh đạo duyệt trước khi trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua bưu điện. Thông tư số 28/2024 cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc từ ngày 1 tháng 8, chủ xe có thể kê khai thủ tục đăng ký xe lần cuối với xe sản xuất lắp ráp trong nước thông qua cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNeID. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua, biển số mô tô xe máy sẽ được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, đối với biển số ô tô, ngoài biển có nền trắng, chữ và số màu đen đang được đấu giá như hiện hành, luật mới cũng cho phép đấu giá biển số màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe kinh doanh vận tải. Trong trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký hoặc có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, thì người đó sẽ được xác định là người trúng đấu giá. Biển số xe trúng đấu giá sẽ được quản lý và cấp phát theo quy định tại Điều 39 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Điều này có nghĩa là việc chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá đều phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Số tiền thu được từ hoạt động đấu giá biển số xe sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, quảng cáo và quản trị hệ thống đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách trung ương. Theo một nghiên cứu mới xem xét dữ liệu khí hậu trong hàng nghìn năm qua, hiện tượng El Nino tiếp theo có thể được dự đoán sớm hơn 2 năm. Điều này cho phép con người có thể sẵn sàng chuẩn bị trước cho những thiên tai như hạn hán, bão lụt. Dao động El Nino, Nam bán cầu Enso là một chu kỳ khí hậu được đặc trưng bởi sự làm mát La Nina và làm ấm El Nino của bề mặt phía bên trên vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Đây là một trong những kiểu thời tiết mạnh nhất và dễ dự đoán nhất ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Ở Mỹ, cả El Nino và La Nina đều ảnh hưởng đến bão ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. La Nina làm suy yếu hoạt động của bão ở phía đông Thái Bình Dương và làm mạnh hơn ở Đại Tây Dương. El Nino thì ngược lại. Emily Baker, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học Miami, Mỹ cho biết dự đoán Enso rất có giá trị đối với việc lập kế hoạch khẩn cấp và quản lý tài nguyên. Sử dụng nhiều mô hình khí hậu khác nhau, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ đã dự báo các sự kiện Enso trước khoảng 6 đến 12 tháng. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy họ có thể dự đoán hiện tượng này trước 2 năm, sớm gấp đôi thời gian trước đây.